Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Kim Bôi tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La - Hòa Bình - Mộc Châu. Anh cho biết sẽ trục xuất tùy viên quốc phòng Nga khỏi nước này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát về việc tổ chức hoạt động và thực hiện chi trả chế độ chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 22 ngày 4 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thành phố Hòa Bình hiện có 4 trên 5 đội công tác xã hội với 24 thành viên duy trì hoạt động tại 5 xã phường. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng kịp thời các quy định về chế độ đối với các thành viên trong đội theo Nghị quyết số 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, kinh phí hoạt động của đội là 5 triệu đồng một năm và các phụ cấp đội trưởng, đội phó, phụ cấp đội viên dựa trên mức lương cơ bản trên người trên tháng. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đóng góp về một số tồn tại, hạn chế cũng như sự cần thiết trong việc duy trì hoạt động của các đội trước thực trạng hiện nay, việc kiện toàn nhân sự, cách thức hoạt động. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình cũng đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đồng chí trong đoàn giám sát. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của thành phố trong những năm qua về việc thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 4 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, thành phố Hòa Bình tiếp tục bám sát vào các nội dung của nghị quyết. Trên cơ sở những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế, kiến nghị của thành phố, đoàn giám sát ghi nhận để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Ngày 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp thống nhất các nội dung phối hợp tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo dự kiến của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, đêm thi chung kết sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình. Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trước đó từ giữa tháng 11, như tổ chức dâng hương dâng hoa tại các địa điểm di tích lịch sử, họp báo ra mắt chính thức cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, chương trình ghi hình thực tế người đẹp nhân ái tặng quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, ghi hình chương trình thực tế người đẹp du lịch, chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Trường ca Hòa Bình tại Quảng trường Hòa Bình, chương trình thời trang, chương trình người đẹp hình thể. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2024. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch chi tiết vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam năm 2024 tại Hòa Bình, trong đó lưu ý về công tác phối hợp đảm bảo an ninh giao thông, phòng cháy chữa cháy, phương án đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, lưu trú, đường truyền Internet và nguồn cung cấp điện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa lớn với Hòa Bình để giới thiệu quảng bá hình ảnh vùng đất con người, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, nâng cao uy tín vị thế của Hòa Bình với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị, hoàn thiện kế hoạch chi tiết, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp và tiếp thu ý kiến các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung chương trình, nghiên cứu tham mưu cho tỉnh về kết hợp tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch của tỉnh gắn với vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam năm 2024. Ngày 9 tháng 5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội. Các đại biểu đã được nghe báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm và giải pháp những tháng cuối năm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ xem xét đẩy nhanh việc sửa đổi, ban hành luật di sản văn hóa, xem xét sửa đổi bổ sung hoặc thay thế một số nội dung quy định tại Nghị định số 02/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Sớm ban hành nghị định sửa đổi Nghị định số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi triển khai các dự án quy mô nhỏ, ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Các đại biểu đã làm rõ thêm các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành để có cơ chế chính sách tháo gỡ kịp thời. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp của các ngành trong việc chuẩn bị nội dung tham gia kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, ghi nhận ý kiến kiến nghị đề xuất của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu chất lọc ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân chuyển văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, truyền tải tới diễn đàn Quốc hội trong kỳ họp thứ 7 tới. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 9 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết dự án nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật an ninh mạng, luật hôn nhân và gia đình. Đây là dự án được Liên minh châu Âu và một số tổ chức quốc tế tài trợ, thực hiện từ tháng 8 năm 2023 trên địa bàn 4 xã của hai huyện Yên Thủy, Lạc Sơn. Trong 8 tháng thực hiện, dự án đã tổ chức được 18 lớp tập huấn cho trên 600 hội viên hội phụ nữ và người dân trên địa bàn 4 xã. Phát hành trên 1.200 cuốn sổ viết truyền thông, trên 10.000 tờ rơi truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về hai bộ luật an ninh mạng và luật hôn nhân gia đình. Hiệu quả đạt được là hơn 6.000 người được tiếp cận công lý tốt hơn, trên 4.400 người được nâng cao nhận thức thông qua luật an ninh mạng, đạt 114% kế hoạch. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị được hưởng lợi từ dự án đã thảo luận đóng góp những giải pháp nhằm nhân rộng mô hình dự án tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả. Quý 1 năm 2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận 54.156 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 49.711 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 92%. Để tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính, đến nay 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương đều được công bố và công khai kịp thời theo quy định. Các cơ quan đơn vị đã quan tâm đến chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, việc xây dựng và nâng cấp cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, thực hiện kết nối tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời giúp cơ quan có thẩm quyền theo dõi được tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện nay, công tác kiểm đếm về đất và tài sản trên đất của dự án đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và cao tốc Sơn La-Hòa Bình-Mộc Châu đi qua địa bàn huyện Kim Bôi đã đạt 98%. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù, tái định cư còn gặp một số khó khăn, cần có giải pháp tháo gỡ. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Sơn La Hòa Bình Mộc Châu đi qua địa bàn xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi với tổng chiều dài 2,04 km, có 71 gia đình cá nhân có đất bị ảnh hưởng. Diện tích đất thu hồi trên 10 ha, trong đó đất ở và đất trồng cây lâu năm là trên 2,2 ha, đất sản xuất nông nghiệp 7,1 ha, còn lại là các loại đất khác. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Kim Bôi đã phối hợp với xã Bình Sơn tổ chức họp
tổng hợp ý kiến sau niêm yết công khai đối với nhân dân trong xóm nhằm giải đáp ý kiến kiến nghị của người dân. Đối với xóm Khăm ấy, xã Bình Sơn ấy, thì có cái con đường liên kết vùng đi qua ấy. Đi qua một số diện tích là có cái hộ là mất cả nhà ở và đất màu cây hàng năm và nhiều nhất ấy là đất nông nghiệp, đấy, cây lúa. Thì hiện nay thì qua các cái buổi mà truyền thông cũng như là các cái hội nghị của xóm ấy, tuyên truyền ấy, bà con nhân dân thì cơ bản mà đa số ấy là đồng tình hưởng ứng với cái chủ trương của nhà nước. Thì hôm nay thì xóm Khăm cũng tổ chức là họp thông qua cái niêm yết lần hai của đối với là các cái hộ mà có liên quan đến cái đất nông nghiệp. Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Sơn La Hòa Bình Mộc Châu đi qua 7 xã thị trấn của huyện Kim Bôi gồm Đú Sáng, Bình Sơn, Vĩnh Tiến, Đông Bắc, Hợp Tiến, Vĩnh Đồng và thị trấn Bo với tổng chiều dài 16,31 km, tổng diện tích thu hồi khoảng 81,4 ha. Tính đến ngày 8 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi đã kiểm đếm về đất và tài sản trên đất 1.010 hộ, đạt 98%. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 23 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi 42,56 ha, đạt trên 52%. Chiều dài tuyến đường đã giải phóng mặt bằng là 8,36 km, đã bàn giao cho chủ đầu tư thi công công trình. Huyện Kim Bôi đã giải phóng mặt bằng hai khu tái định cư tại xã Vĩnh Đồng và xã Vĩnh Tiến. Chủ đầu tư đang thi công 7 vị trí cầu, đạt 77,7% số cầu. Thi công đoạn qua xã Đông Bắc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù tái định cư còn gặp một số khó khăn về việc xác định diện tích đất ở còn lại nằm trong chỉ giới cắm mốc hành lang an toàn giao thông. Có sự chênh lệch về giá các loại đất nông nghiệp tại các xã giáp danh, chưa có văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của Thủ tướng Chính phủ nên chưa thu hồi được diện tích đất rừng. Các mỏ đất đắp chủ đầu tư chưa hoàn thiện xong thủ tục khai thác. Thực hiện các cái chính sách đền bù tái định cư đối với khu vực đất ở thì hiện nay chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến giá đất, liên quan đến di chuyển ra cái khu tái định cư, định giá khu tái định cư. Thì vì là hiện nay chúng ta phải thực hiện theo cái quy định của pháp luật là chúng ta phải định giá khu tái định cư của cái nơi đến. Cho nên là đối với cái vị trí mà thuận lợi gần mặt đường thì cái giá nó rất cao so hơn với cái giá mà người dân được đền bù. Thì đây cũng là một nội dung hết sức khó khăn đối với cấp huyện. Huyện Kim Bôi cũng tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, tiếp tục phát huy vai trò của ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng huyện, tổ giải phóng mặt bằng xã. Liên quan đến cái khu vực giáp danh giữa Đú Sáng và xã Cao Sơn của huyện Lương Sơn, liên quan đến cái giá đất đền bù cũng như là các hỗ trợ khác chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân. Thế thì để giải quyết các khó khăn này thì chúng tôi cũng đã trình tỉnh để ban hành cái quyết định hỗ trợ khác để cho người dân của xã Đú Sáng cũng được đền bù với cái giá tương đương với người dân của xã Cao Sơn. Thế và hiện nay thì tỉnh cũng đã có quyết định ban hành cái hỗ trợ khác đối với huyện. Huyện Kim Bôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về tầm quan trọng của dự án đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Sơn La Hòa Bình Mộc Châu đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, rút ngắn thời gian di chuyển theo hướng Hà Nội thành phố Hòa Bình Kim Bôi, đồng thời nâng cao khả năng giao thương giữa các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, khai thác tiềm năng mỏ nước khoáng nóng, tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho tỉnh và khu vực. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Huyện Cao Phong chủ động phòng chống thiên tai đầu mùa mưa bão. Người dân vùng trồng bưởi xuất khẩu ứng phó với nắng nóng khô hạn. Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát trên địa bàn huyện Cao Phong có 68 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn thuộc diện di rời trong mùa mưa bão năm 2024. Với phương châm phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, các địa phương trên địa bàn huyện đã triển khai các phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi mưa bão xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mỗi khi mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dòng nước chảy xiết, khiến ngầm tràn, trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do đó, khi trời mưa to, nước dâng cao qua ngầm, chính quyền địa phương bố trí lực lượng trực tại hai đầu ngầm tràn, không cho người và phương tiện lưu thông qua.
Mỗi lần mưa ấy, thì coi thế là nước sẽ tràn lên từ mốc mí mốc này, mốc đây này. Thứ nhất là bà con không đi lại được. Cái thứ hai là các cháu học sinh đi học về rất bất tiện. Mà thực sự là người ra đón cũng không thể đón được. Các cháu cho nên là thường thường là cứ chờ rút nước. Mà rút nước ở đây rất lâu. Cho nên là cái nhu cầu ở cái đây ở bà con nhân dân của hai xã bên này chỉ mong làm sao nhà nước đầu tư xây được cho cái cầu. Vì đây vì cái đập này cho nên là đập tưới tiêu. Đập tưới tiêu cho nên là vận dụng đập tưới tiêu là để đi lại thôi. Đi lại vào cái mùa khô. Còn để mùa mưa thì không thể đi được. Hàng năm cứ đến mùa mưa bão là xã đã ban hành quyết định kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tuyên truyền bà con nhân dân là các cái khu vực ngầm tràn là không được đi qua lại khi mùa mưa bão đến. Còn cái khu tái định cư di dân xóm Ong này, một số hộ vẫn còn canh tác làm vườn với cả chăn nuôi, thì đến mùa mưa bão thì xã chủ động thông báo cho trưởng xóm, bí thư và ban ngành đoàn thể xóm đến vận động bà con là mùa mưa bão là tuyệt đối không được sang để canh tác. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Phong, do ảnh hưởng của mưa dông đêm ngày 20 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa đá kèm theo dông sét tại một số xã, khiến hai con trâu bị chết tại xã Hợp Phong với tổng giá trị thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Qua giả soát, hiện nay toàn huyện có 68 hộ tại 6 trên 10 xã thị trấn thuộc diện di rời trong mùa mưa bão. Do đó, để chủ động phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho người và tài sản, các địa phương cần chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp theo diễn biến của bão, mưa lũ và tình hình thực tế tại địa phương. Phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã thị trấn, bám sát địa bàn, các điểm xung yếu để kịp thời chỉ đạo công tác phòng ứng phó mưa bão. Năm 2023 ấy, thì là xã có một cái điểm sạt lở làm đường, nhưng mà sạt lở gần đến nhà dân. Ủy ban nhân dân xã thì cũng báo cáo cấp trên và cũng đề nghị hộ dân đó di rời về cái nơi an toàn nhất. Để đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai của xã năm 2024 ấy, thì là Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng quyết định kiện toàn ban chỉ đạo của xã và xây dựng phương án để rà soát các cái điểm có nguy cơ sạt lở. Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ trong mùa mưa bão, cùng với tinh thần chủ động ứng phó, góp phần hạn chế giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của El Nino, từ đầu năm đến nay lượng mưa ở nhiều vùng trên toàn tỉnh ít hơn mọi năm nên nhiệt độ cao. Nắng nóng xuất hiện và có chiều hướng kéo dài dẫn tới hạn hán thiếu nước tại một số địa phương. Để bảo vệ cây bưởi, người dân vùng trồng bưởi diễn xuất khẩu ở huyện Yên Thủy đã chủ động các giải pháp chăm sóc cây đạt chất lượng đảm bảo xuất khẩu bưởi năm 2024. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là vùng trồng bưởi diễn xuất khẩu lớn nhất huyện Yên Thủy, người dân tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy đã chuẩn bị sẵn các giải pháp để ứng phó với nắng nóng và khô hạn cho cây trồng chủ lực của mình. Bưởi là loại cây cần nước, trung bình mỗi ngày lượng nước cần cung cấp cho mỗi cây vào khoảng từ 25 đến 30 lít. Gia đình chị Nguyễn Thị Thiết có hơn 3.000 m2 trồng bưởi. Hiện cây đang độ ra quả với trọng lượng từ 200 đến 300 gram. Để đảm bảo nước tưới, gia đình chị Thiết đã đầu tư lắp đặt hệ thống ống nước tưới gần 600 mét. Bên cạnh đó, theo kinh nghiệm trồng bưởi lâu năm của mình, khi trời bắt đầu nắng nóng, không phát cỏ để giữ ẩm cho cây. Khoảng tháng 5, tháng 6 này mà mình phải cung cấp đủ nước cho nó thì nó với quả, nó với bóng đẹp mà nó với lớn đều, nó với cân mã đẹp trái được. Còn nếu mà mình mà không đủ nước cho nó thì là quả nó sẽ bị co bóp mà nó không lớn, nó không được đều trái. Toàn xã Ngọc Lương hiện có hơn 140 hectare trồng bưởi, trong đó nguyên xóm Đại Đồng có 30 hectare bưởi diễn xuất khẩu. Người dân đã và đang áp dụng trồng bưởi theo hướng bán hữu cơ với tiêu chuẩn Việt Gáp, chọn lọc những sản phẩm chất lượng với khoảng 8% trên tổng sản lượng bưởi thu hoạch được để phục vụ thị trường xuất khẩu. Hiện bưởi Đại Đồng đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Hòa Bình. Do đó, việc đảm bảo các giải pháp chăm sóc tốt nhất cho cây bưởi diễn luôn được người dân quan tâm. Những năm trước đây mà
hạn hán nhiều, là để khắc phục là bà con chúng tôi là phải cùng nhau đóng góp tiền này để mua những cái đường ống để mà nối đi các vườn. Đấy, và cùng nhau giúp đỡ để các hộ khác, kể cả ngoài hợp tác xã, chúng tôi vẫn tập trung là để tưới tiêu chống hạn cho phục vụ bà con. Để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, các đơn vị tổ chức quản lý vận hành khai thác các hồ thủy lợi thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước tại các công trình, chủ động phương án tích trữ, điều tiết nước hợp lý. Các hồ đập mà do huyện quản lý thì là đã giao trực tiếp cho ủy ban dân các xã, và các xã với lại cái hợp tác xã dùng nước ấy, thì đã có cái sự thống nhất và quản lý điều tiết nước. Các cái văn bản chỉ đạo của huyện xuống ấy được ủy ban dân xã chỉ đạo đến các cái hợp tác xã dùng nước là quản lý nước một cách là hiệu quả. Do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, nắng nóng hạn hán trong năm 2024 được dự báo sẽ diễn ra cục bộ. Để giảm thiểu thiệt hại, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cùng nắm bắt được, tích cực chủ động tham gia các giải pháp ứng phó với thiên tai. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tạm dừng một số chuyến hàng vũ khí tới Israel nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Rafah ở phía nam dải Gaza. Ông Biden đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Tư. Đây là lần đầu tiên ông đề cập đến việc dừng cung cấp vũ khí kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phát biểu tại phiên điều trần trước các thành viên của Ủy ban Thượng viện. Ông trấn an họ về cam kết đối với an ninh của Israel, mặc dù ông cho biết các quan chức trong chính quyền Biden đang xem xét sự hỗ trợ liên quan đến các sự kiện đang diễn ra ở Gaza. Ông Austin cũng cho biết các quan chức vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức tiến hành vận chuyển lô hàng. Các nhà đàm phán từ Israel và Hamas đang cân nhắc các đề xuất ngừng bắn mới nhất, trong khi theo dõi cuộc giao tranh trong và xung quanh Rafah, thành phố có nhiều người sơ tán. Lực lượng Israel đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu cần thiết cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo và đã đóng cửa nó. Những binh sĩ này cho biết họ đã mở lại một cửa khẩu khác để cho phép tiếp tế vào Gaza. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Mỹ nói rằng dòng viện trợ này không thể chấp nhận được và họ muốn thấy một sự thay đổi đáng kể. Các cuộc biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza đã được tổ chức tại hơn 10 trường đại học của Anh khi các cuộc biểu tình trong khuôn viên các trường tiếp tục diễn ra ở Mỹ, với hàng loạt người biểu tình bị bắt giữ. Sinh viên và nhân viên tại Đại học Cambridge đã lập lên một khu trại gồm gần 50 chiếc lều. Những người biểu tình đang yêu cầu trường đại học ngừng đầu tư vào các công ty cung cấp vũ khí cho Israel. Họ cũng nói rằng họ không nên nhận tài trợ nghiên cứu từ những công ty như vậy. Người biểu tình cho biết các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi trường đại học lắng nghe yêu cầu của họ. Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu trong cuộc họp nội các hôm thứ Ba rằng đã có sự gia tăng không thể chấp nhận được chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Ông dự kiến sẽ kêu gọi các phó hiệu trưởng trường đại học thực hiện cách tiếp cận mạnh mẽ đối với hành vi không thể chấp nhận được trong cuộc họp tại văn phòng thủ tướng vào thứ Năm. Anh cho biết sẽ trục xuất tùy viên quốc phòng Nga khỏi nước này vì cho rằng người này là sĩ quan tình báo không được công bố. Chính phủ Anh hôm thứ Tư tuyên bố rằng động thái này là một phần trong các bước chống lại điều mà họ gọi là hoạt động ác ý ở Anh của Nga. Chính phủ cũng cho biết họ sẽ loại bỏ tư cách cơ sở ngoại giao đối với một số cơ sở của Nga ở nước này. Họ cho biết chúng được cho là đã được sử dụng cho mục đích tình báo. Một biện pháp khác là giới hạn thời gian các nhà ngoại giao Nga có thể ở Anh. Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly cho biết chính phủ đang thực hiện hành động để gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới Nga và tiếp tục làm giảm khả năng của cơ quan tình báo nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố trực tuyến hôm thứ Tư rằng Moscow đã cảnh báo sẽ đáp trả những hành động không thân thiện. Cô nói thêm rằng phản ứng sẽ rất cứng rắn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã nhất trí tăng cường hợp tác để xây dựng một tương lai chung. Ông Tập đã gặp ông Vučić tại thủ đô Belgrade của Serbia hôm thứ Tư. Đây là điểm dừng chân thứ hai của ông Tập trong chuyến công du các nước châu Âu. Hai nhà lãnh đạo đã ký các thỏa thuận thúc đẩy hợp tác kinh tế và trao đổi nhân sự. Ông Tập bày tỏ sự ủng hộ đối với Serbia về lập trường của nước này đối với Kosovo.
quốc gia đã tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008. Ông cho biết ông ủng hộ những nỗ lực của Serbia nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Về phần mình, ông Vučić ủng hộ quan điểm của Trung Quốc coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dân Seoul coi sông Hàn là địa danh đại diện của thủ đô, trong khi cư dân nước ngoài bỏ phiếu cho quảng trường Gwanghwamun. Kết quả của cuộc khảo sát mang tên Khảo sát Seoul năm 2023 đã được công bố vào thứ Năm sau khi hỏi ý kiến hơn 35.000 người trong 20.000 hộ gia đình. Trong số những người Hàn Quốc được hỏi, 48,3% chọn sông Hàn làm địa danh tiêu biểu của thủ đô. Một cuộc khảo sát riêng biệt với 2.500 cư dân nước ngoài ở Seoul cho thấy 45,9% chọn quảng trường Gwanghwamun. Khi được hỏi về lợi ích của việc sống ở thủ đô, cả hai cuộc khảo sát đều lấy giao thông công cộng thuận tiện làm lý do hàng đầu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại ở địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.